Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ quay một cái video clip để nói về cái vấn đề mà tăng sên cho xe. Thì cái vấn đề tăng sên này có rất là nhiều bạn dễ bị lầm lẫn ở cái tăng sên này lắm. Tại vì thường thường các bạn sẽ thấy dây sên mình nó trùng, nhưng mà thật sự ra thì nó vẫn còn ở trong cái mức cho phép, thì mình đã vội vàng tăng sên thì dẫn tới cái trường hợp là dây sên của mình nó bị cứng. Khi mà mình tăng sên mà mình đứng một chỗ thì ok, không vấn đề gì hết, nhưng khi mà mình chạy thì chở hai người, hoặc là nếu mà mình chạy một người vẫn chưa cảm nhận được rõ, nhưng mà khi mà các bạn mà chở hai người á thì cái dây sên nó sẽ căng cứng ra hơn nữa đó, thì dẫn tới là cái dây sên của mình nó sẽ rất là mau bị hư và nhông sinh dĩa mình nó mau mòn. Thì trên cái gắp xe thì lúc nào người ta cũng ghi cái thông số này, nhưng mà không phải là ai cũng biết hết và cũng không có biết cái cách để mà canh theo cái này cho nó chính xác. Ví dụ như là nó đang ghi ở 45 tới 50 mm nè, thì nghĩa là cái độ trùng mà 45 là trùng xuống và cái độ cao nhất của nó là lên là 50. Thì cái dây sên mình nó sẽ nằm trong cái khoảng mà giữa. Thì đối với là chiếc xe của mình á, thì cái này mình cũng coi một cái view clip ở bên nước ngoài thì người ta có làm. Đây nè, thì các bạn sẽ để hước mình canh nè. Đó. Để hước mình canh. Nó không có quan trọng nó nằm ở số mấy hết các bạn. Các bạn sẽ không thể nào mà canh đúng chính xác ở số 45 hoặc số 50, không phải canh như vậy. Mà các bạn sẽ để hước ở cái vị trí khoảng giữa của cái gắp sên và cái dây sên này không. Rồi á, bắt đầu là mình mới đẩy cái dây sên lên. Thì đối với chiếc xe thì đẩy dây sên lên, các bạn sẽ canh từ khoảng trên đầu cái dây sên này nè. Đó, canh khoảng coi là bao nhiêu ha. Bây giờ cái mình đẩy lên thì mình sẽ coi là điểm cao nhất của nó là bao nhiêu. Thì đối với xe của mình nó là được khoảng 23 rưỡi cho tới là 26 rưỡi thêm 2 vạch nữa. Thì các bạn cứ tính mà 5 10 15 20 25 30 31 32. Đó, nó là 32 mm là độ trùng cao nhất của nó, đẩy lên là nó tầm trong khoảng 32. Thì nó vẫn dưới cái 50 nè các bạn. Đó, nó vẫn dưới cái 50, cái 45 và cái 50. Thì trong cái mức cho phép được, nếu như mà nó cao hơn mức 50, nghĩa là cái độ trùng này nè, mình đẩy lên, mình đo hước mà mình thấy là nó cao hơn cái mức 50 thì lúc này mình mới phải tăng sên. Còn nếu mà như mà nó như vậy nè thì vẫn còn ok ha. Thì hồi xưa tới giờ mình đi mà nếu mà mình đụng dây sên mình cảm thấy là nó trùng về, mình cảm giác là ở dây sên mình bị trùng và mình phải tăng. Thì để coi 23 rưỡi thì 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 nó tầm khoảng 28 rưỡi lần. Đó. 28 rưỡi. Nghĩa là cái độ trùng của nó nè các bạn, nhìn thấy không? Nhìn số thấy số 28 là đó. Cái độ trùng dây sên nó phải lên cao lên tới số 28 rưỡi nữa, tức là nó nằm tầm khoảng này nè. Nếu mà đẩy từ dưới đẩy lên đó là nó tầm khoảng như vậy thì mới gọi là trùng dây sên. Thì lúc này mình mới phải tăng, chứ mình không cần phải tăng sớm ha. Thì trên xe của các bạn thì cũng vẫn tăng canh như vậy thôi. Còn nếu như mà bạn nào mà cảm thấy dây sên mình nó trùng mà cảm thấy là mình chạy xe nó bị không còn ngon, nó bị giật giật nhiều á, thì mình có thể tăng. Thì giống dĩ là ở Việt Nam mình tăng là thấy trùng như vậy là đã trùng rồi và phải tăng thôi. Ngay cả bản thân mình thì ngày xưa chạy giá chính thì mình cũng tăng y vậy đó. Khi mà mình tăng xong thì mình chỉ nhích lên nhích xuống nó khoảng tầm như đây thôi đó. Còn này nó nhiều hơn nữa không bạn. Khi mà tăng sên xong rồi thì mình chạy xe mình cảm thấy là xe mình nó giọt hơn. Ví dụ mình chạy chậm thì xe nó đỡ bị giật giật khựng khựng và dây sên nó đỡ đập đó. Nhưng mà tăng cứng quá thì nó rất là dễ mòn nhông với mòn dĩa. Còn dây sên thì nó sẽ mau giãn hơn. Các bạn tăng cứng một thời gian các bạn chạy nó sẽ giãn nữa và các bạn sẽ tăng tiếp. Đó. Dây sên mình nó cũng hơi dơ rồi. Mình ghét đi mấy cái đĩa đen này lắm. Tại vì khi mà mình đi đĩa đen này mình nhìn lúc nào nó cũng vậy nên mình không có rửa. Còn đi đĩa trắng nhìn thấy là nó đen nó dơ là nhìn biết liền à. Thì hướng dẫn cho anh em cái cách mà mình sử dụng hước để mình đo cái mm mình tăng sên. Thì các bạn nào mà cảm thấy là cách nào nó ok hơn, hoặc là ví dụ như mình đúng mình sai gì đó, thì các bạn có thể comment ở phía dưới ha. Tại vì ở đây là một cái sân chơi tập thể để cho mình những người mà có kinh nghiệm á thì vào để chia sẻ kinh nghiệm. Tại vì kinh nghiệm không phải là
tự nhiên mà mình có, mình biết được các bạn. Kinh nghiệm là mình phải học hỏi từ nhiều người. Thì cái cách mà đo hước này thì mình coi của một cái clip ở bên nước ngoài, người ta tăng sên cho chiếc BMW S1000R này, thì nói chung y chang mình mới vừa làm cho các bạn xem á. Thì người ta cũng, cái anh thợ anh cũng đo hước lên như vậy, anh chỉ cho cái anh mà chạy chiếc xe này cái cách tăng. Anh nói là chưa cần phải tăng, thậm chí nó trùng hơn của mình nữa, nhưng mà người ta nói là chưa cần phải tăng đó. Chứ không phải là ví dụ như mình thấy mà nó hơi nhúc nhúc về cái bắt đầu tăng sên là không đúng nha. Thì ở trên xe gấp xe này thì lúc nào nó cũng có cái thông số cho mình hết. Còn cái này là cái thông số mà để bơm bánh xe cho nó đúng nè các bạn. Thông số vỏ trước mình là 1270 ZR17, một người và hành lý còn một người nữa nè đó, 2,5 kg. Bánh sau là 1955 ZR17, người cộng hành lý cộng người nữa là 2,9 kg. Có thể là lên được bánh 200-55 ZR17 luôn nha. Đó, cũng bơm là 2,9 kg luôn. Còn cái dòng mà tiếng Anh này nó ghi cái gì đây thì mình không có hiểu lắm. Bạn nào mà rảnh thì có thể là dịch mấy cái dòng tiếng Anh này ra thử nó ghi cái gì ha. Đại khái là giống như nó ghi là chở được tối đa là 407 kg thì sao á. Cái vỏ xe của mình thì để mình quay cho bạn coi cái vỏ xe ha. Rosso 2 của Pirelli. Sau này mình sẽ nâng cấp nó lên là Rosso 3 để mình chạy. ZR17. Thường thường thì người ta chỉ quan tâm tới cái vấn đề là cái thông số của cái vỏ này thôi, 190, 200 hoặc là 180 gì đó, hoặc là cái mâm thì 17 thì không ai nói rồi. Nhưng mà cái số mà 55 này thì ít có người nào quan tâm lắm. Bạn nào biết thì có thể là comment phía dưới cho anh em xem view clip thì có thể là biết được luôn ha. Rosso 2 này thì đánh giá cái vỏ này thì chạy đường xấu, đường mưa rất ok, nó không có bị trượt. Hình như Rosso 3 là nó thuần cái sport hơn á. Cái này mình chưa thấy nó ghi là sản xuất ở đâu hết ha. Ở trên những cái dòng vỏ khác thì nó có ghi sản xuất ở đâu. Bánh xe quay hơi nặng, bánh hơi dơ rồi. Quay nó hơi nặng tay. Tại vì cái mỗi lần mà muốn tháo cái nhông này ra là phải tháo cái quýt ship nè. Tháo quýt ship ngay đây ra rồi mới tháo nhông ra được. Cho nên là nó hơi bất tiện hơn với chính. Với chính là mỗi lần muốn tháo thì chỉ việc tháo cái nắp nhông ra thôi. Nó đơn giản hơn rất là nhiều. View clip của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Bạn nào mà cảm thấy ok hay và muốn theo dõi suốt cái quá trình của BMW, hoặc là mình muốn coi thêm về những cái kiến thức cũng kinh nghiệm về xe thì có thể là đăng ký cũng như là like ủng hộ kênh của mình nha.